Vì nhân dân hy sinh, anh em ơi, vì nhân dân quên mình. Ở vì quốc chúng ta, và kính thưa các anh các chị và kính thưa các bạn, Quân đội Nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, được nhà nước tập trung xây dựng, được nhân dân nuôi dưỡng, sát cánh cùng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Cách đây 73 năm, ngày 22 tháng 12 năm 1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tổ chức tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập. Sự ra đời của quân đội ta là một sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử, giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam có một quân đội kiểu mới do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục, rèn luyện và lãnh đạo. Một quân đội mang bản chất giai cấp công nhân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, anh hùng, dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì tự do hạnh phúc của nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, kế thừa truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường, bất khuất của dân tộc, ngay từ ngày đầu thành lập với 34 chiến sĩ, được trang bị gậy tầm vong, súng kiếp, súng trường, quân đội ta đã mưu trí, dũng cảm chiến đấu, lập nên chiến công tiêu diệt các đồn phai khách nà ngần của giặc Pháp, để rồi ngày càng phát triển, lớn mạnh nhanh chóng, cùng toàn dân tiến hành thành công cuộc khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, giành chính quyền về tay nhân dân, lập nên nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên của Đông Nam châu Á. Bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược trường kỳ, gian khổ với tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, quân đội ta đã cùng nhân dân cả nước chiến đấu, giành nhiều thắng lợi vang dội, mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phát huy sức mạnh tổng hợp, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, quân đội ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ hy sinh, lập nên nhiều chiến công nối tiếp chiến công, giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên đại thắng mùa xuân năm 1970 năm lịch sử, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh, hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ngay sau đó tiếp tục chống lại quân xâm lược ở cả hai đầu biên giới phía Bắc và phía Tây Nam của đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc thân yêu và làm tròn nhiệm vụ quốc tế. Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quân đội ta luôn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho, không ngừng xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, rèn luyện kỷ luật, khả năng sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ hòa bình, ổn định phát triển trong khu vực và trên thế giới, xứng đáng có tên gọi là Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Từ vai trò vị trí được khẳng định của chiến tranh nhân dân, toàn dân toàn diện qua các cuộc kháng chiến dưới sự lãnh đạo của Đảng, thể theo nguyện vọng của nhân dân cả nước, ngày 17 tháng 10 năm 1989, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 6 đã ban ra chỉ thị 381 trên CTTĐ, quyết định lấy ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam là ngày 22 tháng 12, đồng thời là ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Từ đây, ngày 22 tháng 12 thực sự trở thành ngày hội truyền thống bảo vệ Tổ quốc, ngày hội tôn vinh và nhân lên hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ, một nét độc đáo của văn hóa dân tộc Việt Nam trong thời đại mới. Đây cũng là dịp để phát huy truyền thống yêu nước, biểu dương sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân là nhân tố cốt lõi, nền tảng để đất nước ta tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Đó chính là sức mạnh, sự hội tụ truyền thống đấu tranh, dựng nước và giữ nước qua hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc ta, cũng là tư tưởng chỉ đạo nhất quán xuyên suốt của Đảng đối với cách mạng Việt Nam, được Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 tiếp tục quán triệt, coi đó là một trong những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tự hào về những chiến công vĩ đại và truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, trải qua 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, có thể khẳng định Quân đội Nhân dân Việt Nam là một quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng, xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Tuy nhiên, dù đất nước đã hòa bình,
bình, tiếng súng đã ngừng trong hơn 42 năm qua, nhưng cuộc chiến với các thế lực thù địch vẫn âm ỉ. Kẻ thù của chế độ vẫn ngày càng xuyên tạc, bịa đặt về vai trò của quân đội ta với chiêu trò chuyển biến hòa bình như phi chính trị hóa quân đội, tự chuyển biến, tự chuyển hóa quân nhân, tướng lĩnh của quân đội ta. Bằng việc lợi dụng Internet, mạng xã hội, các tổ chức phản động, các thế lực thù địch với Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước ta đã cổ suý cho các nhà nghiên cứu lịch sử bỏ đi thân phận tay sai đánh thuê của chế độ đánh thuê, ngụy quân ngụy quyền Việt Nam Cộng Hòa trong bộ sử 15 tập do Viện Khoa học Lịch sử Việt Nam phát hành. Qua đó, chúng ngụy biện rằng, việc công nhận Việt Nam Cộng Hòa như một chính quyền độc lập là một bước tiến quan trọng nhằm hàn gắn những vết thương của người Việt sau chiến tranh. Nhìn nhận như vậy là chưa khách quan, chưa đúng với sự thật lịch sử. Vì thực tế, ngụy quân ngụy quyền tuy vẫn mang dòng máu đỏ da vàng của người Việt, song lực lượng này và chế độ này đã ra đời không đại diện cho tinh thần dân tộc chân chính, đi ngược lại lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam. Và đó chỉ là lực lượng tay sai chế độ bù nhìn cho các thế lực ngoại bang xâm lược, dày xéo giang sơn bờ cõi Việt. Do không mang tính chính danh nên họ không đủ tư cách để đứng ngang hàng với quân đội nhân dân Việt Nam và chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, một quân đội cách mạng và một chế độ của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đó là một sự thật lịch sử không thể xuyên tạc. Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, xây dựng, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, mang bản chất giai cấp công nhân, có tính nhân dân và dân tộc sâu sắc. Bản chất đó được thể hiện qua việc trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, có ý chí quyết chiến quyết thắng rất cao, anh dũng chiến đấu, cần cù lao động, tận tụy công tác, thông minh sáng tạo trong hành động, đoàn kết nội bộ chặt chẽ, dân chủ tốt, kỷ luật nghiêm, đoàn kết quân dân thắm thiết, đoàn kết quốc tế chí nghĩa chí tình, ham học tập, cầu tiến bộ, tích cực rèn luyện, không ngừng nâng cao bản chất cách mạng và năng lực hành động, chịu đựng gian khổ khắc phục khó khăn, cần kiệm liêm chính trong xây dựng và chiến đấu, làm tròn nhiệm vụ đánh thắng mọi kẻ thù. Bản chất và truyền thống cách mạng của quân đội nhân dân Việt Nam là sự tiếp nối và phát huy truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, được các thế hệ cán bộ chiến sĩ củng cố và phát huy, đồng thời thấm nhuần bản chất cách mạng kiên quyết, triệt để của giai cấp công nhân mà Đảng là đội tiên phong, trở thành một nét đặc trưng riêng có của quân đội nhân dân Việt Nam. Như thế để thấy rằng mưu đồ phi chính trị hóa quân đội là âm mưu nhằm triệt tiêu sức mạnh ưu việt của quân đội ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, sức mạnh của một quân đội chỉ đứng dưới một lá cờ chính nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi hy vọng rằng các cơ quan chức năng, những người có trách nhiệm hãy cùng chúng tôi đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái cổ suý cho việc viết lại lịch sử hồng đội trắng thay đen, biến quân đánh thuê, ngụy quân ngụy quyền Việt Nam Cộng hòa thành chính quyền, nhằm gợi mở ý tưởng kết tội quân đội nhân dân Việt Nam và chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa xâm lược miền Nam. Trong một phát biểu của Ngô Đình Diệm nói, biên giới Hoa Kỳ kéo dài đến vị trí 17, xin hỏi rằng có quốc gia nào độc lập mà có chủ quyền mà lãnh thổ nằm trong đường biên giới của quốc gia khác, nếu không phải là đánh thuê, làm ngụy quân ngụy quyền thì là gì? Là công dân của một quốc gia độc lập, hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ, chúng tôi ý thức được rằng để có nền hòa bình như hôm nay, hàng triệu chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam đã đổ xương máu và tạo nên một đất nước hình chữ S liền một dãy. Chúng tôi thế hệ trẻ hiểu rằng cha ông đã đổ xương máu cho đất nước được hòa bình độc lập, thì việc giữ gìn hòa bình độc lập ấy là trách nhiệm của chúng tôi. Là công dân của một quốc gia độc lập, hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ, do quân đội nhân dân Việt Nam với từng chiến sĩ vững chắc tay súng ngày đêm bảo vệ Tổ quốc được bình yên, chúng tôi vô cùng biết ơn và trân trọng từng chiến sĩ tướng lĩnh của quân đội nhân dân Việt Nam. Nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, xin chúc các chiến sĩ cùng tướng lĩnh quân đội nhân dân Việt Nam, các cựu chiến binh nhiều sức khỏe, vững tay súng bảo vệ vững chắc bờ cõi Việt Nam. Chúc quân đội nhân dân Việt Nam quyết chiến quyết thắng. Xin trân trọng kính chào. Sợ gì ăn uống rồi. Đang like. Mà có lẽ là nó theo sự cái năng mộ thân khi đánh vào thì các bạn biết ngày đó là qua thị xã cho thành phố. Thì trong cái hầm chiến đấu của tôi với Tổng Quách Sơn xuống chiến đấu. Và khi Tổng Quách Sơn á, là lính đó lúc đó là các đồng chí để các bạn đều biết rằng tất cả đều đánh lấn từng khu phố và từng con đường. Đồng chí Sơn đã trung phong lên đánh địch bên kia góc phố và đã tiêu hao một số nhân lực lính. Sau đó Đồng chí Sơn bị chúng vạc đạn ở cái bụng.
và khi đồng chí Sơn xuống hầm nằm với tôi, đồng chí Sơn, tôi ôm chú Sơn trong lòng, máu chảy ra ngoài cái đất cát. Mà trước khi đồng chí Sơn nhắm mắt vẫn còn dặn tôi một câu: anh ơi, hãy vững tay súng chiến đấu tới cùng nha anh. Đó là câu nói không bao giờ tôi quên được. Nó ghi vào tâm khảm của đời tôi. Và tôi nguyện rằng đã là một chiến sĩ thì nguyện chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Đó là lý do tại sao tôi lấy tên cái nước Sơn Thành. Bởi vì để nhắc nhở đến đồng chí Sơn đã hy sinh, mà trước khi chết còn có nhằn nhò tôi phải vững tay súng để chiến đấu. Đó là một cái điều ấn tượng nhất mà tôi không bao giờ quên được. Và một điều nữa, cái ngày tôi bị thương, có đồng chí khiêng tôi ra giữa vòng quay quân thù. Nhưng đồng chí nói một câu mà cả đời tôi vẫn không hiểu: Thanh, nằm đi, đừng có la, đừng nào cháu chết cho nó bỏ mày. Tới rồi suốt đêm đồng đội phá vòng quay đưa tôi ra được an toàn. Và sau nhiều lần chiến đấu thì đồng chí đã hy sinh. Nghĩa là ngày nay tôi vẫn còn sống, nhưng đồng đội tôi, những người đã từng cứu tôi ra khỏi vòng quay quân thù thì đó là điều tôi mắc nợ mãi chưa bao giờ phải trả. Bởi vậy cho nên tinh thần chiến đấu tôi không bao giờ nguôi ngoai được. Và hôm nay tôi xin có đôi lời nhắn gửi cho thầy trẻ: hãy sống xứng đáng với sự hy sinh của bao thế hệ dân tộc rồi thống nhất tổ quốc ngày hôm nay. Và tôi xin dứt lời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hey,